Ở thầy nghe được cho thầy. Loa ngoài AMU 208 đồng một chất âm bầu nhưng nó ở một cái chất lượng rất là cao. Xem toàn bộ ngoài sân, hai chiều sân, chữ L của nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng chỉ có 4 quả loa Bose AMU 208 nhưng đã âm thanh bao phủ tràn đầy và cực kỳ ngọt ngào. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi phần 6 về âm thanh Chính Tòa Giáo Phận Hải Phòng, âm thanh nhà thờ Chính Tòa Giáo Phận Hải Phòng. Hẹn gặp lại các bạn ở các công trình khác của Sao Mai Audio. Chúng tôi sẽ quay trực tiếp để các bạn cảm nhận trung thực về chất lượng và đẳng cấp của loa Bose.